Time for coffee. I made my instant coffee. Now we add ice. And then add whipped cream on top. And there you go. Yummy. Ta-da. So I'm making bánh bao today, but I don't have the filling, so I'm just making the ball. And I'll take it to my sister-in-law. She's gonna make the filling for it. I don't have any meat. So yeah, there's that. Mm. Hey, I can just record this and then you can voice over later. Yeah, right? My well. I mean, yeah. First, you zoom into the ingredients. Cầm dân chồng. Nó không? Nhiều đây được rồi. Còn nhiều lắm á. Còn vậy thôi. Còn thì cứ bỏ vô. We're making bánh bao, guys. You can voice over later. Bánh bao. So you can add music and like... I don't do all that fancy jazz. It's, you know, special effects. Be lucky if there's sounds. Mm-hmm. Mm. This is how to not use a knife, actually, because you're going to slice your finger off this way. Mm-hmm. But when you're out of line. This is the only way I know how to cut, so it is what it is. Yep, I risk losing my fingers. Well. Get some extra protein. This filling is like premium filling, y'all. I hope that bánh bao for y'all is good. Or at least eat a filling. I did that last time. Why y'all had filling? Wow. That's why I didn't bring y'all nuts. Oh. Oil. Oh. Màu điều. That's supposed to be our, like... What? Coronavirus, you know. Food supply. Yeah. Digging into the stash here. So... Sao hai loại khác nhau vậy? Cái hoa sale, cái hoa sale. One for normal use, one for coronavirus use. This coronavirus. We're digging into our coronavirus supply, okay? We've been digging into it. I need to taste this. I don't taste nothing. Hey, those eggs. So pretty. Shiny. Alright. That's ready. So each bánh bao is one egg? Or two? Some of them will put two. Surprise, like a bonus. You know, like a surprise one. Okay. What is in here? I could preserve this stuff too. That is so crisp and raw. Only when there's good light. At night, the video sucks. Oh, well. But, yeah. Should I put the egg in the middle or what? In the middle. Oh, hey. You want to do it with us? No. Bobby can yo. What's the black? I'm gonna need a close up. Going in. Hai cái trứng. Cho hai cái trứng. Con cái à, bự quá rồi. Yeah. I'll do another one with hai cái. Where's the smaller egg? Oh, oh, surprise. Surprise egg. By Han Sui. So one piece of sausage? That's two pieces of sausage. Actually, cái gì? Mình này cái à. Cái giống như cổ chim á. Có hai cái trứng đó. Ôi vậy thôi một cái trứng thôi. Hai cái trứng bự quá. Like a bird nest, right?
Có ba tay nó khó làm không? Ok, vừa bỏ ra đi. Nhưng mà giờ quét cái rồi bỏ uống chứ. Just wash it, reuse it. Chuyện quá. Một cái được mấy miếng lạp xưởng đây? I put three. You can put as much as you want. Mình nhiều lạp xưởng. I love lạp xưởng. You better mark yours. I think everyone loves lạp xưởng but me. Oh, really? I love lạp xưởng. Actually, the correct way is you gotta have củ sắn, so nó won't be so dry. So why don't we have it? Bỏ khoai vô đại đi. Bỏ khoai. Corona time. Because we didn't buy củ sắn rẻ mà. I think that Tina like the brown one. Thì the one ăn với lại bò bía đó. Yeah, that one. Hai. Right. Ok, go. Cá cháu ơi, phun lai. Bà sẽ dạy các cháu làm bánh bao khổng lồ nhá. Ok, giờ, bà. Bình thường bà chỉ làm một trứng. Bây giờ bánh bao khổng lồ bà sẽ làm ba trứng nhát nhá. Lai, các cháu xí này, thấy chưa? Úi giời, bánh bao khổng lồ. Thế á. Đây khổng lồ chưa? Úi giời ơi, đây bà sẽ cho các cháu xem nha, ba trứng nha. Ba trứng nha, nạp sữa thì bà hết. Quá. Nạp sữa bà hết rồi, cho nên là bà chỉ nhét có 2 miếng rưỡi thôi. 2 miếng nữa này cho khổng lồ. Bây giờ bà sẽ cho các cháu xem nha. Bây giờ đây, cái này là cái bánh bao. Cái nào nó cũng nhiều sai. Cái này là cái bánh bao thường nhá. Còn cái này là cái bánh bao khổng lồ bà làm đấy nhá. Ôi giời, bây giờ xong rồi. Lại ngon chưa? Ngon nhỉ. Ôi giời ơi, ngon quá, bánh bao khổng lồ. Hấp dẫn quá đi. Còn bây giờ là bây giờ các cháu ơi, bây giờ cháu mình nào đi làm cái giỏ bánh bao khổng lồ. Và xong cái nhân khổng lồ rồi, bây giờ bà đi làm cái bánh bao khổng lồ nhá. Bây giờ gặp lại các cháu khi mà bà cuốn nhân nhá. Bây giờ bye bye các cháu. Ok, bye bà. What if you I có cái đồ lâu không? Có, trong này nè. Chén nước nữa. Thì lấy chén nước đi. Thôi, cầm mấy trứng làm gì? Thì sẽ thấp cái xong xong tiền. Nè. Mà xong tiền. Bánh nè, được không? Yeah. Some reason this stainless steel, it like stains the thing. Oh, đã chút. Get the... That's why I put it on TikTok over there. Oh, I can talk over there, why? Actually, I need TikTok để lăng thôi. Use that thing. Wow, so pretty. The sunlight blasting onto this meatball. Sao phải quay hai cái nữa không? Dao này cắt bột được không? Được. I don't know. Use the black one. Oh yeah, cháu ơi. Cháu ơi, vào đây. Vào đây xem bà lăn bánh lại. Chính của bà lăn tùm lum cái này. Mẹ ơi. That's kind of big for one. Or is that funny? Oh, this kind of big. Hay mày nhét hai cục nhân bự kia. Em bự thiệt chứ bộ. Look, this này là Yến làm nãy nhỏ nhỏ không? Look, this is the almost the last one. She nhét hai trứng. This is ba trứng. Okay, đây, quay qua đây. Like, cá cháu ơi, dẹp sao đó. Giờ hôm nay bà có ba loại bánh bánh bao nhá. Ba size nhá. Đây là size small nhá. Đây là size medium nhá. Còn đây là size large nhá. Size này có 1 trứng, còn size này 2 trứng, còn đây là 3 trứng nhá. Đứa nào mà thích even á thì ăn 2 trứng, còn đứa nào thích nghiêng nghiêng thì 1 trứng và 3 trứng nhá. Bà thích cái nào bà? Bà thích cái nào á? Nào bà cũng thích. Bà dễ ăn bánh bao lắm, cái gì bà cũng ăn được không? Không có tờ giấy. Nồi quá bà ha. Nó không có dừa gói, không có vô. Alright, I'm trying. It's like a giant dumpling or It's like a giant dumpling. Yeah. Okay. Wonton. Ấy, tay nước nó ướt bà nó dính. Okay, then. Nhưng mà sợ nó không có dính quá. Dính mà. Nó nhỏ quá. Trust the system. Look, see cái cục ở bên này. See that? I don't know at this point. Don't go yet. Okay.
mua đi vô với mấy cưng. Ok, mời bánh bao. Đậu, cái đầu nó không có đẹp đâu, đừng có quay. You should make a rose or something. Like... Rose? I barely get this one in, rose. Đẹp kia. Trời ơi, cái con mẹ lập xưởng này. Yo. Let me try one. This is a much smaller one. Okay. Wow. Nhân vô vậy mấy? Nè, rất là bánh bao trong phim tạo. Mà bự vậy. Actually, nấu là nó bự hơn không? Yeah. Yeah. Wow, this looked much easier on the YouTube video. Mm-hmm. See? I can tell you that. Is it not okay, preserving its form? See? Bánh bao khổng lồ đây. Không được đẹp cho lắm. Tại bà không có thiếp. Cái này nó xì quá. Oh shit shit. Oh xì 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 xì. Chỗ chứ nó không đủ chỗ. Đó. Wow. Nhưng mà nó sẽ gọn. Bị xì. Nó bị xì. Cái cán nó ra là chút nữa. Cái miếng này nó không có vừa với cái này. Đây là dầu. Dầu. Cupcake. Cái này là cái bột làm sẵn này này. Cái này cái bột tự pha. Oh. Alright. Is it rising up? It's been rising. Here you go. This is your bell. Sneaky. Wow. Mm-hmm. So hot. Let's see the inside. Wait, it's not zoom. Các bạn ơi, bánh bao ngon lắm. Tap on it. Mia, you want some? Mia, touch the bánh. Okay. Yeah, put it out for mommy, Mia. Good job, baby. Then show up late and then she already got it. Leave early. Good job, Mia. Yeah. Okay. Làm tới sáng luôn. I'm late. Hey, so bright. Mia, make it bigger. Make it bigger, Mia. You need help? Good job, Dad. Let me see. Come on, where to put your hand on here? Put your hand on. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. She's like, let me do a little bit more, and then you continue. Let me help. Let me see. Okay, ready? Go. 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 We have to do another one. Let me see this one. I like this. Cupcake. Tomorrow we make cupcake. Be careful. Like this. Yeah, roll. Yeah. Good job, Mia. Wow, it's so big and flat. Good job, Mia. Like a pancake. Harder, Mala. Mấy miếng bột càng ngày càng ít. Miếng này là làm tới 10 mấy cái, 12 cái. Trời ơi. Good job, Mia. Now let me turn this away. Now this side. This side. Wait, wait. Okay, this side. She takes the pictures, posts on her website.
advertise. Bán bánh hả? Yeah. Who gonna help me sell it? Right there. Got two people right in front of you. Mia. Gotta find out how to make a bulb. It's younger though. Put food coloring in there? Trắng mà nó có color được cho anh hai. White okay, color. Next one. Oh, you're gonna put this in here? Not yet, you have to put meat in it first. Roll this one. Row, row, row your boat. Gently down the stream. Merrily, 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 merrily. Life is but a dream. Wow. Wow. So Mia, nice. Mia, say. Did you do that, Mia? So nice. Mia, con nói đi. Mia nói đi. Hello, everyone. Mia say hello. Mia say hello. Don't forget to hit that like button. Say it. Mia say hello, everyone. Well, can't use her for my advertising. She refuses. What are you doing, Mia? Is it so much fun? Yeah, yeah. Mia is cooking. Mia, can you make a pizza? Tomorrow, maybe we can make pizza. Yeah, maybe we can make this one. You can only take this one? Yeah. Did I do it? Mia is eating pizza. Mia, are you washing your hands? Yeah, seriously. I don't think so. Well, eat that one. Hey, keep rolling, Mia. Rolling. Yeah, hit it hard. No, Mia, don't put your finger in there. That's yucky. Oh, her duck is coming out. My mom. Mia, too many holes. You have to record my skills. See that? See that? No, see that? See that? My bà có nhiều skill quá bà ơi. Bà tăng viên ở lộn bà bên vlog. Này các cháu ơi, đấy, đó, bóp vào. Bây giờ các cháu bóp vào, bóp vào, bóp vào, bóp vào. Bóp như thế nào vậy? Đây bóp như thế này là các cháu ạ. À, thế này là thế nào? Sau gần 1 tiếng đồng hồ bà bóp thì bây giờ bà bóp thành thạo rồi các cháu ạ. Giống như bắp dứa không bà? Rồi cảm ơn nha. Đây xong rồi đây. It's strong like your face. Wow, yeah. Mia, good job! You made it so I will apple with myself. Mia, what are you making? You're making cupcake? Oh my goodness, this one's a jackpot. Look how much that's on this one. Chicken. Oh, we got an empty one from Mia. Mia! That's up for the egg. Okay. Unless she wants an empty one. What kind of cupcake is it, Mia? Is it gonna be vanilla cupcake? Ice cream? Strawberry? Okay. Probably like 15 now. Oh my goodness, Mia. It looks so good. Good job, Mia. Oh, look at that. Bạn thấy cái đặc đặc. Better than making it on iPad, huh? Now you can touch it. Is this for dishes? No. Yeah. Hello. Dang. All right, last batch. Mia, you done? Hey, you didn't get lost or kidnapped. Goodbye.
Bye bye. Dang, it's real bright, huh? Yeah, so bye bye for you again. Bye bye. Mắc khoái cái này quá ha. Bye bye. Gotta buy some dough and let her just sit here. We can make our own dough. Buy some of these frame things. Flour is him these days. Mm-hmm. Bye.